Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong vụ gian lận thi cử tại Hà Giang theo đúng quy định của pháp luật. Bão số 3 được đánh giá là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến khó lường. Dự báo từ chiều tối nay thì vùng tâm bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sau đây là thông tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam phối hợp với Ban Phát triển Kinh tế Tư nhân tổ chức Diễn đàn cấp cao Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam 2018 với chủ đề Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại diễn đàn. Nội dung của Diễn đàn cấp cao Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2018 sẽ tập trung thảo luận theo 3 chuyên đề chính gồm có Chính phủ số, Kinh tế số, Hạ tầng số. Trong đó, chuyên đề chính phủ số sẽ tập trung thảo luận việc xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, minh bạch, hiệu quả, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao cho người dân và doanh nghiệp. Chuyên đề kinh tế số thảo luận việc xây dựng môi trường kinh doanh số, lựa chọn các ưu tiên phát triển kinh tế số của Việt Nam. Chuyên đề hạ tầng số tập trung vào các vấn đề xây dựng cấu phần của hạ tầng số phù hợp với chính phủ số và phát triển kinh tế số của Việt Nam. Tại Việt Nam, một loạt các kế hoạch, chương trình được đặt ra phấn đấu đưa Việt Nam vào top 4 ASEAN về dịch vụ công trực tuyến và chính phủ điện tử. Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam 2018 sẽ đặt trọng tâm là thu nhận những kinh nghiệm của các nước đi trước, tập hợp tri thức các chuyên gia, doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách và bàn thảo nhằm đề xuất các giải pháp, chương trình thực hiện ngay trong giai đoạn 2018-2020 để cụ thể hóa quyết tâm của chính phủ. Sáng nay, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Tài chính ước tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. Về mức chi, tổng chi ngân sách nhà nước ước tăng 11,3%, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản vẫn chậm so với yêu cầu dự đoán. Trong 6 tháng cuối năm nay, Bộ Tài chính đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ bộ chi ngân sách nhà nước trong phạm vi 3,7% GDP theo dự toán Quốc hội quyết định, đảm bảo dư nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia trong phạm vi cho phép. Về thanh tra, kiểm tra tài chính ngân sách, 6 tháng qua thanh tra Bộ đã kiến nghị xử lý về tài chính 1,91 nghìn tỷ đồng, cơ quan thuế kiến nghị xử lý thu vào trên 5,7 tỷ đồng, chống chuyển giá, giảm lỗ trên 9 nghìn tỷ đồng. Nêu thực tế về chi phí quản lý thuế nhà, có những nơi chi 2 đồng tiền quản lý thuế mới thu được 1 đồng tiền nhà. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính trong thời gian tới tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu, chống thất thu, chống xói mòn cơ sở thuế, nhất là trong khu vực phi chính thức, tăng cường và làm rõ trách nhiệm từ trung ương tới địa phương trong việc để xảy ra thất thu, cố gắng đạt mục tiêu thu vượt dự toán 5% trong năm 2018. Tiếp tục thông tin về vụ việc điểm thi bất thường tại Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy ưu điểm của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia những năm vừa qua, tiếp tục ra soát, hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo đảm giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch đối với tất cả các khâu của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Theo kết quả chính thức về việc xử lý kết quả thi bất thường tại Hà Giang được công bố trong buổi họp báo chiều ngày hôm qua, đã có tất cả 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, khoảng 21 giờ bão đổ bộ vào Nghệ An với lượng mưa khoảng 220mm, gió giật từ cấp 8 đến cấp 10. Hiện tỉnh Nghệ An có gần 4.000 phương tiện với hơn 18.000 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 11 giờ trưa nay, các phương tiện hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí và hướng đi của bão số 3, tìm nơi trú ẩn an toàn. Tỉnh Nghệ An có trên 625 hồ đập lớn nhỏ thì 125 hồ đã đầy nước. Các nhà máy thủy điện đang vận hành theo quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả. Về giao thông, một số điểm của quốc lộ 48E đã đóng đường, cử người trực gác 24/24 giờ, nghiêm cấm người dân qua lại.
Đến thời điểm hiện tại thì tỉnh Nghệ An đang triển khai các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các huyện tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của cơn bão số 3 và tình hình mưa lũ, nắm bắt và tăng cường thông tin đến người dân, tập trung xử lý ách tắc giao thông do mưa gây sạt lở, kiểm tra rà soát sẵn sàng sơ tán dân tại các vùng thấp trũng ven biển, ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở. Hà Tĩnh là một trong những địa phương được dự báo là sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3. Vào sáng nay, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân khóa 18 của tỉnh đã được rút ngắn để dành thời gian cho việc chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão số 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung cao cho công tác ứng phó với bão. Ưu tiên trước mắt là kêu gọi tàu thuyền về tránh trú an toàn trong các âu thuyền, bến cá, chủ động sơ tán dân ở những vùng sung yếu, quan tâm gia cố các hồ đập, nhất là những công trình hồ đập đang thi công dở dang. Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra mưa lớn, làm ngập úng gần 8.000 hectare cây trồng. Một người dân ở xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn đi bắt cá bị nước cuốn trôi, đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy. Thưa quý vị, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại Hà Tĩnh gây sạt lở nghiêm trọng tuyến quốc lộ 8A đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng. Kính thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 thì tại thời điểm hiện tại thì Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lưu lượng đó được từ 100 đến 300 mm, có những nơi vượt ngưỡng 300 mm. Vào ngày hôm qua thì thủy điện Hồ Hô cũng như thủy điện Hương Sơn đã tiến hành xả lũ các hồ đập đã đến ngưỡng tích nước gần đây. Việc xả lũ cũng như mưa lớn đã khiến cho diện tích lúa hè thu ở một số nơi bị ngập cục bộ như ở huyện Đơn Sơn, Đức Thọ, Hương Khê, thành phố Hà Tĩnh, Vũ Quang. Và theo chúng tôi vừa được tin thì tại quốc lộ 8A tuyến lên cửa khẩu Cầu Treo đã bị sạt lở một số điểm, ách tắc giao thông. Cũng tại Hà Tĩnh thì ngày hôm qua đã có một người bị lũ cuốn trôi. Đến thời điểm Hà Tĩnh, mọi công tác ứng phó với bão số 3 đã được tiến hành triển khai, tàu bè đã được đưa về nơi trú ẩn an toàn. Bão số 3 được đánh giá là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến hết sức khó lường. Vào sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 3. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, khoảng 10 tiếng nữa, tâm bão số 3 mang tên Sơn Tinh sẽ tiếp cận vùng đất liền của Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiều khu vực Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, lượng mưa đạt trên 600 mm. Tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, do mưa to dài ngày, trên tuyến đê biển 5 của tỉnh Thái Bình bị sạt lở 5 đoạn với tổng chiều dài 135 m. Gần 60.000 ha diện tích lúa và hoa màu của các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập trắng và thiệt hại. Trong đó Nam Định là địa phương bị ngập nặng nề nhất. Cơn bão này đi nhanh hơn gấp đôi bình thường nó chỉ đi khoảng 15 cây, 20 cây, ông này ông đi tới 35 cây, đi rất nhanh, hình thành gần. Hướng tuyến đến giờ hôm nay chưa có gì thay đổi, chủ yếu tây. Như vậy ở cái chỗ này cho thấy một cái đặc điểm là tập trung vào đúng cái vùng mà ta đang bị tổn thương. Thế đó một cái điểm hết sức lưu ý trong công tác ứng phó với cơn bão này. Cũng theo khảo sát sơ bộ của đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hiện các hồ chứa của khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 50 đến 70% dung tích thiết kế. Riêng tại Lào Cai và Hà Giang, các hồ chứa đạt 90% dung tích thiết kế. Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đạt từ 50 đến 65% dung tích thiết kế. Với cường độ mưa kéo dài trong 2 ngày qua, khu vực tiêu thoát nước tại một số vùng ven biển đang là điểm yếu trong công tác đảm bảo an toàn trong lần ứng phó với cơn bão số 3 này. Báo cáo của trưởng vùng này gần như không có trạm bơm, đều tự chảy hết, tiêu tự chảy tất cả trên biển. Thì đây là vấn đề là khó khăn nhất trong cái đợt này. Nam Định đến Thái Bình thì tình trạng hiện nay đến bây giờ thì là an toàn. Thế nhưng trên đê biển Nam Định hiện nay còn 200 mét khi mà bị sự cố của cơn bão số 10 và hiện nay chưa sửa xong. Đối với Thanh Hóa là biển thì chỗ này có cái tường kè của cái tập đoàn FLC hiện nay đã bị xói mòn cái chân xuống rất sâu rồi. Cũng đã có điện cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn yêu cầu của chủ đầu tư cùng với tỉnh có theo dõi giám sát trên nội dung việc này. Hiện vẫn còn 30 tàu với 94 ngư dân đang hoạt động trong khu vực vùng biển nguy hiểm. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đang chỉ đạo các địa phương nhanh chóng kêu gọi các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.
lệnh cấm biển khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 cũng sẽ chính thức được thực hiện vào 12 giờ trưa nay. Thưa quý vị, trong những ngày qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu đã nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn làm lật thuyền trên sông Đà thuộc địa phận bản Phiêng Ban, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Đến chiều ngày hôm qua, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của các nạn nhân. Chiếc thuyền gỗ tự chế có gắn máy 5 mã lực do anh Sùng Trừ Dính, 48 tuổi, trú tại xã Xá Tổng, huyện Mường Trà, Điện Biên, điều khiển, chở theo 10 người, 2 xe máy cùng nhiều đồ đạc. Khi qua địa phận tỉnh Lai Châu thì bất ngờ bị nghiêng rồi lật úp xuống sông, khiến 3 người mất tích, 7 người còn lại và lái thuyền may mắn được một người dân gần đó cứu kịp thời. 3 nạn nhân mất tích được tìm thấy là Sùng Thị Dìa, 11 tuổi, con gái của lái thuyền, anh Hờ A Dơ, 33 tuổi và Hờ A Chía, 22 tuổi, xã Xá Tổng, huyện Mường Trà, Điện Biên. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành các thủ tục pháp y để sớm bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Liên quan đến vụ việc 76 cán bộ được bổ nhiệm tại Cảng Hàng không Việt Nam, trước bức xúc của dư luận, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định giao thanh tra bộ kiểm tra trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam về công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý trước lúc nghỉ hưu của ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc của đơn vị này. Trước việc phía Cảng Hàng không Việt Nam khẳng định việc bổ nhiệm đúng quy trình quy định thì có nhiều ý kiến cho rằng cần thiết phải xem xét, kiểm tra để tránh có lợi ích nhóm, quan hệ cá nhân trong sự vụ này. Sau khi thông tin ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ký đồng loạt 76 quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý trước lúc ông này nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 8 sắp tới, đã khiến dư luận hết sức nghi ngờ tính minh bạch, đúng quy định của các quyết định này. Phía Cảng Hàng không Việt Nam khẳng định, việc ký bổ nhiệm của Tổng Giám đốc là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của Tổng Công ty. Phải thực hiện những quyết định của thường vụ, những quyết định của Hội đồng Quản trị với tư cách là Tổng Giám đốc, chứ không phải đấy đó là quyết định của cá nhân. Để minh bạch sự vụ, Bộ Giao thông Vận tải đã lập đoàn thanh tra quy trình trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước ở Cảng Hàng không Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng việc thanh tra, kiểm tra này là cần thiết, dù việc sắp xếp, kiện toàn lại nhân sự quản lý sẽ đi kèm với luân chuyển, bổ nhiệm, thế nhưng cần thiết phải giám sát chặt chẽ, tránh lợi ích nhóm. Nhân việc là sắp xếp lại bộ máy, tinh gọn lại biên chế mà có khi là lại vì lợi ích nhóm hoặc là vì muốn sắp xếp cho người nhà của mình hơn là người tài. Thế thì đó chính là cái mà chúng ta lo lắng. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2016 và việc kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của Tổng Công ty cũng như các chi nhánh được đặt ra từ năm 2015. Thế nhưng đến nay, việc này vẫn chưa hoàn thành. Câu hỏi đặt ra là có phải do quá khó khăn trong công tác nhân sự hay là do tác động của lợi ích nhóm mà việc kiện toàn này 3 năm qua vẫn chưa hoàn thành. Với chủ đề chung tay vì sức khỏe cộng đồng của đồng bào các dân tộc miền Trung Tây Nguyên, sáng nay 18 tháng 7, triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng. Diễn ra từ nay cho đến ngày 21 tháng 7, triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược tại Đà Nẵng quy tụ hơn 200 gian hàng, 150 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự, trưng bày giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của ngành y tế, bao gồm trang thiết bị y tế, dược phẩm, thiết bị bệnh viện phòng khám, nha khoa, nhãn khoa, du lịch y tế, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hóa chất, thiết bị phân tích thí nghiệm, trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh. Cũng trong khuôn khổ triển lãm, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề vì sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số tại miền Trung Tây Nguyên. Đặc biệt, trong 4 ngày diễn ra triển lãm sẽ có các hoạt động thiết thực hướng tới cộng đồng như tặng tủ thuốc gia đình cho đồng bào các dân tộc miền Trung và Tây Nguyên, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh ở miền núi và các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, tư vấn phổ biến kiến thức về các loại bệnh ung thư, tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, hiến máu nhân đạo. Bản tin xin được tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ là sự kiện được quan tâm nhất tại nước Nga. Điều này được thể hiện thông qua việc hàng loạt các kênh truyền hình hàng đầu của nước này đều đăng tải thông tin dày đặc về sự kiện quan trọng này.
Hai kênh truyền hình lớn nhất tại Nga là Channel One và RTR đều bắt đầu bản tin của mình bằng loạt bài chi tiết về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Xin chào các bạn đang xem kênh tin tức Channel One. Dưới đây là chủ đề chính của chương trình. Tổng thống Nga Putin đánh giá như thế nào về kết quả các cuộc đối thoại với Tổng thống Trump tại Helsinki? Truyền thông Nga cũng đăng tải quan điểm của nhiều người dân Nga về hội nghị thượng đỉnh hết sức được thế giới trông đợi này. Đa số người dân Nga cho rằng đây là một sự khởi đầu tốt lành nhằm cải thiện quan hệ song phương. Ít nhất cũng không có điều gì xấu tại hội nghị thượng đỉnh. Trên thực tế, việc hai nhà lãnh đạo có thể ngồi lại và thảo luận với nhau tại Helsinki, theo tôi là một tín hiệu tích cực. Cùng chung quan điểm với người dân Nga, nhiều chuyên gia phân tích cũng đánh giá hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ được coi là một thắng lợi về mặt ngoại giao của Tổng thống Nga Putin. Việc cùng hiện diện với Tổng thống Mỹ Trump giúp ông Putin thể hiện rằng mình có vị trí tương đồng với đối tác. Điều này còn được thể hiện rõ khi ông Trump liên tục tuyên bố Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân. Rõ ràng, ông Putin đã thắng lợi. Những đánh giá đầy tích cực từ phía Nga cho thấy hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ đã thành công tốt đẹp và bước đầu mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên. Điều quan trọng lúc này là hai nhà lãnh đạo sẽ làm gì sau này để thúc đẩy kết quả tích cực đó. Sau những nỗ lực đàm phán của cả hai bên từ năm 2013, các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Liên minh châu Âu-EU ngày hôm qua 17 tháng 7 đã gặp nhau và ký kết thỏa thuận lịch sử FTA nhằm tăng cường thương mại trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu đang gia tăng. Theo các nội dung trong thỏa thuận, Nhật Bản sẽ xóa bỏ thuế đối với 94% tất cả các hàng nhập khẩu từ EU, bao gồm 82% các sản phẩm nông ngư nghiệp. Về phần mình, EU sẽ xóa bỏ thuế đối với 99% hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Bên cạnh đó, EU cũng xóa bỏ thuế đối với các sản phẩm chủ lực của Nhật Bản, như đối với ô tô là sau 8 năm và TV là sau 6 năm kể từ khi thỏa thuận tự do thương mại có hiệu lực. Cả ba nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của thương mại tự do trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến nhiều nước lo ngại với cảnh báo về một cuộc chiến tranh thương mại. Theo Thủ tướng Shinzo Abe, việc ký kết thỏa thuận đối tác kinh tế này đang chỉ ra cho thế giới thấy quyết tâm chính trị không thể lay chuyển của Nhật Bản và Liên minh châu Âu dẫn đầu về tự do thương mại, cũng như dẫn dắt thế giới đi theo hướng này. Văn kiện sẽ được trình lên Quốc hội Nhật Bản và Nghị viện châu Âu từ nay đến cuối năm để có thể đi vào hiệu lực vào năm 2019. Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ Syria bị Israel chiếm đóng đã chứng kiến sự tranh giành giữa hai quốc gia này suốt gần 5 thập kỷ. Trong diễn biến mới đây nhất vào ngày 17 tháng 7, quân đội Israel đã xua đuổi hàng chục người di cư Syria đang tiến đến biên giới Israel tại cao nguyên Golan để tìm kiếm sự trợ giúp. Tại cao nguyên Golan, cách đường biên giới Israel và Syria 200 m, hàng chục người di cư Syria đã dàn hàng, dùng vải trắng vẫy báo hiệu cho quân đội Israel. Những người này đều đang chạy trốn khỏi quân đội Syria. Bị bao vây, họ không còn cách nào khác ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ từ Israel, quốc gia xung đột với Syria trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đáp lại lời cầu cứu của họ lại là lời cảnh báo của quân đội Israel rằng họ nên rời đi trước khi chuyện xấu sẽ xảy ra. Cuộc nội chiến Syria đã gây ra làn sóng di cư lớn nhất từ trước đến nay, với hàng trăm nghìn người phải rời bỏ quê hương. Hiện Israel và Jordan đều tuyên bố sẽ không cho phép người Syria vượt biên giới tới quốc gia của họ. Nhiều người di cư Syria đang phải lánh nạn ở các khu vực không giao tranh do Phái bộ Liên Hợp Quốc giám sát ngừng bắn giám sát. Triều Tiên đã đồng ý trao trả 55 bộ hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh. Đây là kết quả các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vừa diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc tại làng đình chiến Bản Môn Yếm. Quan chức Mỹ giấu tên cho biết là Triều Tiên đã cho phép phía Mỹ có thể đưa những bộ hài cốt này về nước ngay trong tuần tới. Đồng thời, Bình Nhưỡng không đưa ra bất kỳ một yêu cầu nào để trao đổi. Theo kết quả cuộc đàm phán, thì phái đoàn Mỹ dự kiến là sẽ tới Triều Tiên để nhận các bộ hài cốt và ngày 27 tháng 7 sẽ chuyển những bộ hài cốt này tới căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc hoặc đến Hawaii. Thời điểm có thể thay đổi sau khi hai bên nhất trí những chi tiết cuối cùng trong cuộc họp sắp tới. Đây cũng là lần đầu tiên Triều Tiên trao trả hài cốt kể từ năm 2007. Contrary to speculation, the meeting did not cover other issues such as formally. Đoàn thể thao Triều Tiên đã tới Hàn Quốc để tham dự giải vô địch bóng bàn thế giới cũng như thành lập các đội tuyển chung Hàn Triều. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ngày càng trở nên nồng ấm hơn.
Phái đoàn thể thao của Triều Tiên gồm 25 người, bao gồm 16 cầu thủ bóng bàn và 9 quan chức Triều Tiên, đã tới Hàn Quốc vào sáng 15 tháng 7 để tham dự giải vô địch bóng bàn thế giới được tổ chức tại Daejeon, phía nam thủ đô Seoul, bắt đầu diễn ra từ 17 đến ngày 22 tháng 7. Các tay vợt của hai miền Triều Tiên cũng thống nhất thành lập các đội tuyển chung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ để tham gia tranh tài tại giải đấu lần này. Tại vòng thi đấu đầu tiên, đội của Choi Yi, cầu thủ Triều Tiên, và Yu Eun Chong, cầu thủ Hàn Quốc đã đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha. Đoàn vận động viên của Triều Tiên sẽ trở về nước vào ngày 23 tháng 7, ngay sau khi kết thúc giải thi đấu. Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, Hàn Quốc, Triều Tiên cũng đã thành lập một đội bóng bàn nữ chung thi đấu tại giải bóng bàn vô địch đồng đội thế giới ở Halmstad, Thụy Điển. Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên nồng ấm hơn kể từ khi Triều Tiên cử phái đoàn gồm các quan chức cấp cao và các vận động viên đến tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào tháng 2, sau một năm đầy căng thẳng liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bên cạnh những lệnh trừng phạt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Cuba, sự cố 26 nhân viên ngoại giao Mỹ nghi ngờ bị tấn công sóng âm tại Cuba đã làm xấu đi đáng kể mối quan hệ giữa hai nước. Thế nhưng, số lượng du khách Mỹ tới với Cuba trong tháng 6 tăng đột biến, được cho là một trong những điều gây bất ngờ. Ngành du lịch tại Cuba đang chứng kiến sự tăng trưởng trở lại một tháng này sau những tháng sụt giảm mạnh trước đó. Cuba giờ là điểm đến của nhiều du khách Mỹ. Chỉ riêng trong tháng 6 năm 2018, 68.000 du khách Mỹ đã tới với Cuba. Con số này đã tăng 5% so với một năm trước. Đây được coi là một trong những yếu tố bất ngờ đối với ngành du lịch nước này. Ngành du lịch của chúng tôi đang phát triển nhanh chóng. Rất nhiều người đến đây bằng tàu, đặc biệt là các du khách Mỹ. Cách đây không lâu chúng tôi chẳng mấy khi nhìn thấy người dân Mỹ. Thế nhưng giờ càng nhiều người Mỹ đến với Cuba hơn. Tuy nhiên, theo con số thống kê của ngành du lịch Cuba, số lượng khách du lịch đến Cuba trong năm nay đã giảm hơn 5% so với con số trung bình năm ngoái. Sự sụt giảm này được cho là vì Cuba đang phải vật lộn để phục hồi sau siêu bão Irma đổ bộ, càn quét nước này vào năm 2017. Không chỉ vậy, mối quan hệ Cuba-Mỹ đã xấu đi đáng kể dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với việc 26 nhà ngoại giao Mỹ nghi ngờ bị tấn công sóng âm tại Cuba cũng được cho là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến điều này. Tuy nhiên, đối với nhiều người dân Cuba, số lượng du khách Mỹ đến Cuba tăng đột biến trong tháng 6 là tin vui, đồng thời mở ra niềm hy vọng phát triển du lịch tại quốc gia này. Vấn đề các hãng hàng không Mỹ giảm kích thước ghế để tăng số lượng hành khách đã gây bức xúc từ lâu, nhưng chưa có giải pháp nào triệt để được đưa ra. Mới đây, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu cơ quan hàng không Liên bang Mỹ phải có hành động để ngăn chặn các hãng hàng không thi nhau thu hẹp kích thước về ghế ngồi. Theo tổ chức phi lợi nhuận Flyerise, nhiều hãng hàng không tại Mỹ đã thu hẹp chiều rộng ghế từ khoảng 47cm xuống còn 43cm. Khoảng cách giữa ghế trước và ghế sau cũng giảm từ 88cm xuống khoảng 78cm để tăng thêm số ghế ngồi trên máy bay. Điều này dấy lên lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách trong những trường hợp khẩn cấp. Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ mới đây đã thông qua một đạo luật yêu cầu các hãng hàng không nước này phải thay đổi kích thước ghế cũng như khoảng cách giữa các ghế theo đúng tiêu chuẩn như trước đây trong vòng một năm tới. Điều này được kỳ vọng là sẽ đảm bảo an toàn cho hành khách, giảm bớt ngột ngạt, khó chịu trên máy bay. Tuy nhiên, đạo luật mới sẽ buộc các hãng hàng không phải tốn thêm một khoản chi phí nhất định để thay đổi điều này. Và tất nhiên là giá vé theo đó thì cũng sẽ tăng lên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh VTC1.